đất Hằng Ni, chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Lời nói trước tiên thì Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều. Các cô chú anh chị trong thời gian qua luôn đón xem và ủng hộ video của em. Và em xin kính chúc gia đình mình luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc nha cả nhà. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp thì trong buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại một trục đường kết nối với đường Nguyễn Oanh thuộc trung tâm phường 6 quận Gò Vấp nè. Nhà mình thì sát bên chợ An Nhơn luôn, cũng như là kế bên Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng và Cityland Nguyễn Văn Lượng luôn á. Tại đây chúng ta di chuyển về ngã năm Gò Vấp rất là gần luôn nha, chỉ khoảng 5 phút thôi, và cách sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khoảng 10 phút di chuyển thôi. Đó, ngay khu nhà phải nói là quá đẹp luôn. Khu phân lô gồm 100 căn, hiện tại bên trong này thì khoảng chừng 15 căn đang xây dựng nha. Vị trí thì phải nói là quá tươm tất xét về tương lai luôn cả nhà. Đường trước nhà của mình thì ngủ rộng 6m, đường trải nhựa nè. Ba chiếc xe ô tô, xe tải và xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau thoải mái luôn. Nhưng mà nếu mà tính theo trong sổ của mình á, thì nhà mình đường phía trước rộng lên tới gần 12m lận, vào tới bờ tường bên trong này lận nha. Đối diện nhà mình là một khu đất hiện tại đang xây dựng cụm chung cư căn hộ. Đó. Và có công viên cây xanh luôn, đang đổ móng cọc phía trong á cả nhà. Cũng như là tại đây thì sát bên chỉ khoảng chừng 200m thôi là văn phòng công ty của báo Tuổi Trẻ đang xây dựng một cái công ty rất là to luôn á. Đó, ngay khu nhà dân cư ở hiện hữu hết rồi nè. Bên trong thì có mấy căn nhà phố đã chủ nhà đã dọn về ở rồi, khu camera. Cho nên rất là an toàn khách hàng khi mà an cư sinh sống nha. Hiện tại mình đang xây dựng chỉ còn khoảng chừng 10 căn nữa thôi. Đó. Và ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu khách hàng mình một căn nhà phố được gia chủ thiết kế theo mẫu hiện đại mới nhất năm 2023. Có thiết kế thang máy bên trong nhà luôn á. Mỗi tầng có chỗ ban công ra bên ngoài kết hợp với cây xanh, đèn trần chiếu sáng nè. Nhà này nếu mà buổi tối lên đèn cũng rất là lung linh luôn cả nhà. Kết cấu chuẩn là một trệt một lửng 4 lầu nha. Có ban công sân thượng bên trên trồng cây trồng hoa cực kỳ chill luôn. Với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là 14m. Nhà mình thì thuộc hướng chính là hướng nam, rất là phù hợp khách hàng mình cứ mà là đông tứ trạch, cũng như các hướng là hướng chính đông, hướng đông nam, hướng chính bắc nè. Với công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, khu vực radar ô tô, bên trên lên tới 5 phòng ngủ. Và đặc biệt đó là nhà mình được gia chủ thiết kế có phòng xông hơi, phòng chăm sóc da, ban công sân thượng trồng cây trồng hoa cực kỳ chill luôn. Nhà thì gia chủ có thiết kế thang máy bên trong nhà luôn cả nhà. Và gia chủ thì đang rao bán cho căn này với giá bán chỉ 11 tỷ 800 triệu đồng thôi. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Cùng em chúng ta ngắm nhìn lại một lần nữa. Và em bắt đầu di chuyển bên trong để chúng ta cùng tham quan nè. Ngay khu này thì phía trước đó cả nhà, hai căn ngay phía này nè, hôm trước Hằng Ni có quay rồi nè. Nó hai căn mà thiết kế những cái lam gỗ bên trên á. Đây em để di chuyển lại gần hơn ra phía ngoài này để chúng ta cùng tham quan. Hai căn đó thì hôm trước em có quay rồi đó. Đây. Vào đây thì chúng ta tha hồ lựa luôn, có mấy căn nữa cả nhà. Giá bán thì chỉ hơn 11 tỷ một tí thôi nha. Và mình cách mặt tiền đường đi ra phía trước khi đường rộng hơn. Đường phía trước rộng lên tới 12m lận. Ngay trục đường phía trước thì dân cư mình hiện tại đang mở spa, công ty đa dạng ngành nghề luôn á. Vị trí rất là đẹp luôn, cách mặt tiền đường chỉ khoảng chừng 50m thôi. Một khu nhà nè, khu xây dựng đồng bộ nha. Thôi và cùng em chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan. Một căn nhà được gia chủ thiết kế theo mẫu hiện đại. Nhìn từ phía bên ngoài được gia chủ mình trang bị gồm hai lớp cửa nè. Chúng ta có một lớp cửa sắt 4 cánh, tông chủ đạo là màu trắng, thêm một lớp cửa cuốn bên trong nữa. Và em đang có mặt tại không gian khu vực radar ô tô, hoặc là mặt tiền phía trước mình có thể là kết hợp mẫu văn phòng công ty. Chúng ta đổi được xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ hoặc là xe bán tải nha. Nhà thì tông chủ đạo là màu trắng. Bên trên trần của mình gia chủ mình đã lắp cái hệ thống camera rồi nè cả nhà. Đó, rất là an ninh, an toàn khách hàng khi mà an cư sinh sống luôn. Di chuyển lại gần hơn thì mảng tường này được gia chủ mình sử dụng là chất liệu bằng gạch nha. Mình điêu khắc xong sau đó mình sơn nước sơn tường màu trắng vào. Cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan. Bên dưới gạch của mình nè. Đó. Có những cái đèn chiếu sáng đầy đủ luôn, gạch nhám tông chủ đạo là màu xám nè cả nhà. Mẫu thiết kế là tầng ngược. Có thang máy luôn á, rất là thuận tiện để an cư sinh sống luôn nha. Và không gian khu vực toilet tại tầng trệt dành cho khách khi đến chơi nhà.
bồn vệ sinh nè, vòi tắm hoa sen. Khoảng này được gia chủ thiết kế làm cái ô cửa giếng trời ở cái nhà trội thẳng lên khu vực sân thượng phía bên trên luôn. Và không gian khu vực thang máy phía bên tay trái của em, còn thang bộ thì phía bên tay phải của Hằng Ly nha. Em di chuyển về phía cuối ngôi nhà để chúng ta cùng tham quan. Không gian khu vực sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, phòng khách là tầng ngược, đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ hết rồi, có trồng đầy đủ cây xanh luôn á. Một căn nhà thiết kế theo không gian mở nè. Phía sau của nhà mình á thì gia chủ thiết kế là một cái ô cửa lấy kính á cả nhà, ô cửa kính này lấy ánh sáng trực tiếp cho ngôi nhà. Bên trên này có đèn chùm bông tuyết á. Đó. Em đi đa dạng bao quanh để chúng ta cùng xem luôn nha. Một căn nhà đầy đủ công năng cho khách hàng khi mà an cư sinh sống luôn. Nhà này buổi tối lên đèn thì rất là lung linh luôn cả nhà. Nhà mình tông là màu trắng thì tối á bắt đầu những cái ánh đèn vàng mình chiếu rọi xuống. Thôi và cùng Hằng Ly chúng ta tiếp tục di chuyển lên trên để tham quan ngôi nhà nha. Hệ thống camera đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ hết rồi. Em tiếp tục di chuyển đến không gian khu vực tầng lửng phía trên nè. Đó, nhìn từ phía cuối ngôi nhà nè, góc nào cũng đẹp hết cả nhà ơi. Và không gian khu vực cầu thang của mình ở đây thì được gia chủ mình ốp đá nè, tay vịn cũng như là lan can bằng sắt nha, tay vịn bằng trụ gỗ. Em di chuyển lên trên thì chúng ta cùng tham quan một căn nhà do kiến trúc sư thiết kế rất là đẹp luôn, có bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian khi mà an cư sinh sống. Hằng Ly đang có mặt tại không gian khu vực phòng bếp của gia đình mình, đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Bộ bàn ăn 10 ghế nè cả nhà, kèm đèn chùm bên trên. Hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Đó. Được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống mỏng bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian sử dụng nha. Bồn rửa đầy đủ hết luôn, Hằng Ly mở thử một cánh để chúng ta cùng xem nè. Đó. Và khoảng không gian này thì được gia chủ thiết kế làm mà ô cửa sổ để như nhìn ra khu vực đối diện nha cả nhà. Đợi khu vực này mà xây xong á thì khu này phải nói là vô cùng sầm uất luôn, vừa ở vừa kinh doanh, mua bán cũng rất là tiện luôn á. Có trồng những cái chậu xương rồng phía trước nè. Cửa này thì cửa kéo qua kéo lại nha. Đó, nét chưa? Không gian khu vực phòng bếp, phòng ăn của gia đình mình cực kỳ chill luôn á. Gia đình mình nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, nhâm nhi một ly rượu, quay quần bên nhau sau mỗi bữa ăn tối của gia đình mình. Một không gian thiết kế rất là tuyệt vời luôn. Và em tiếp tục di chuyển đến không gian khu vực tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan. Mình có bậc cấp như cả nhà, sinh lão bệnh tử sinh. À, từ khoảng này nhìn thông tầng xuống phía dưới nè. Đây và giữa nhà của mình lúc nãy Hằng Ly có quay tại tầng trệt rồi đó. Được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực kiến trời chỗ thẳng lên khu vực sân thượng phía bên trên luôn. Nhà tuy là Hằng Ly chưa có bật hết đèn đâu, nhưng mà mình đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á cả nhà, nhờ cái khoảng không gian thiết kế không gian mở á. Từ không gian khu vực tầng lửng mà nhìn xuống phía dưới nè. Đó. Thông tầng xuống phía dưới nha. Phòng khách của gia đình mình có trồng đầy đủ cây xanh luôn. Và em sẽ đi bằng thang máy để chúng ta tiếp tục di chuyển đến không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan nha. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy alo cho Hằng Ly với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà với giá bán tốt nhất nha. Và em sẽ di chuyển vào bên trong không gian khu vực thang máy để chúng ta cùng ngắm nhìn bên trong thang máy nè cả nhà. Thang này thì mình nặng 450kg, mỗi lần di chuyển như vậy được 6 người nha. Đây, tầng trệt, tầng lửng, lầu 1, 2, 3, 4. Lầu 1 là số 2 nha. Trệt lửng Hằng Ly mới vừa quay rồi đó. Em bắt đầu di chuyển lên trên đi, chúng ta cùng tham quan tiếp tục các phòng ngủ đi, chúng ta cùng tham quan nè cả nhà. Hằng Ly đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1, được gia chủ thiết kế gồm 2 phòng ngủ, phòng phía trước và phòng phía sau. Nhà xây dựng là tầng nè. Em di chuyển vào không gian khu vực phòng ngủ đầu tiên nằm ở phía sau để chúng ta cùng tham quan. Đó, đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ hết rồi. Chúng ta có giường ngủ nè, hệ tủ táp đầu giường, tủ âm tường, không gian khu vực toilet, kệ tủ tivi, tủ quần áo đầy đủ luôn nha. Tông của ngôi nhà là màu trắng nè cả nhà, có đèn chiếu sáng đầy đủ hết luôn. Mình không trong không gian khu vực toilet nè, mình có lavabo kèm gương soi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, có những cái ô gạch lấy sáng cho ngôi nhà. Căn nhà được gia chủ thiết kế làm không gian mở. Đó, mình có tủ âm tường khu vực này luôn nha.
và dây cắp ống đồng máy lạnh đầy đủ hết rồi. Hằng đi đi đa dạng bao quanh khu vực này để chúng ta cùng nhìn ngắm bao quát không gian của phòng ngủ luôn. Em tiếp tục di chuyển không gian khu vực phòng ngủ thứ hai để chúng ta cùng tham quan ngôi nhà. Một căn nhà được gia chủ có thiết kế thang máy luôn á. Phía dưới chân cầu thang của mình có liền mét âm luôn nè. Bên dưới thì tầng 1 của cả nhà, gia chủ sử dụng cái lan can này bằng kính. Lên đây thì bắt đầu mình đổi qua bằng sắt nha. Có trồng đầy đủ cây xanh luôn. Và phòng ngủ thứ hai của mình nằm ở phía trước. Có ban công chỗ ga cực kỳ chill luôn á. Mình có giường ngủ nè, hệ tủ tách đầu giường, rèm màn cửa, tủ quần áo, kệ tủ tivi. Có chậu cây trồng ở phía trước luôn. Đây, một căn nhà thiết kế theo không gian mở ha, rất là xinh xắn và đáng yêu luôn nè. Nhìn thật ra là mình có một cái lan can bằng kính ở đây nha cả nhà. Rất là an toàn cái này khi mà an cư sinh sống luôn. Phòng ngủ của mình nè, giường ngủ, hệ tủ tách đầu giường. Bên dưới thì gia chủ mình để một tấm thảm á, gạch thì gạch bóng kính, tông chu đạo là màu trắng. Và không gian khu vực toilet riêng biệt luôn. Lavabo, đường soi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen. Ngay phía này thì mình có một cái ô cửa sổ chỗ cái bên ngoài nha. Cho nên là phòng ngủ cũng phòng ngủ và toilet thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên, gió trời rất là lưu thông luôn. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển đến không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà. Lầu 2 nha cả nhà. Nhà mình được gia chủ thiết kế lên tới 5 phòng ngủ lận. Không gian khu vực lầu 2 của gia đình mình, phòng phía trước và phòng phía sau. Hằng Ni đang có mặt tại phòng ngủ thứ 3 nằm ở phía trước của lầu 2 nè. Mình cũng giống y chang tầng bên dưới thôi, chúng ta cũng có giường ngủ, hệ tủ tách đầu giường, ban công chỗ ra phía trước. Ở dưới thì gia chủ mình sử dụng chất liệu bằng kính nha. Lên đây thì mình có những cái khung đem đi lại gần hơn. Khung sắt nha cả nhà, bảo vệ cho ngôi nhà. Đó. Bên trong này thì cửa sinh pha nè, kính cường lực 10 ly, có trồng đầy đủ cây xanh hết rồi. Không gian phòng của mình rất là xinh xắn luôn á. Đó. Và toilet sử dụng riêng biệt luôn. Đây, toilet của mình đây. Bồn vệ sinh, lavabo, đường soi, vòi tắm hoa sen, gạch ốp phun trần đầy đủ hết rồi. Và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển đến không gian khu vực phòng ngủ thứ tư nằm ở lầu 2 đi, chúng ta cùng tham quan nha. Nhà mình thì được gia chủ thiết kế có phòng xông hơi đầy đủ luôn cả nhà. Một lát nữa Hằng Ni sẽ di chuyển lên trên để chúng ta cùng xem. Đó, mình có giường ngủ nè, tủ quần áo, kệ tủ tivi. Mảng tường này gia chủ mình sử dụng những cái ốp đá nhìn rất là xinh luôn á. Lavabo, đường soi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, đầy đủ hết luôn nha. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà. Căn nhà này thì gia chủ mình đang rao bán với mức giá là 11 tỷ 800 triệu đồng. Giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Vàng này hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 3 nè cả nhà. Mình có tầng này mình có một phòng ngủ master cực kỳ to luôn á. Ôi trời, phòng này thì rất là đẹp luôn nè. Giường ngủ hay tủ tách đầu giường, tủ quần áo, bàn học, bàn trang điểm, kệ tủ tivi. Ban công chỗ ra phía trước có trồng đầy đủ cây xanh luôn. Nó chill gì đâu ha. Nhà mà thuộc hướng chính là hướng nam nữa, không có bị nắng vào buổi chiều mà nhà đầy đủ cây xanh như vậy. Không gian mở thiết kế rất là xinh luôn nè. Phòng ngủ master của gia đình mình như một căn resort vậy đó, chúng ta nghỉ dưỡng ngay chính ở nhà của mình luôn. Dây cắp ống đồng, máy lạnh đầy đủ hết luôn rồi. Ở đây nè, có một cái kệ ở đây nha. Mình đọc sách, ngồi đọc sách, ngồi nhâm nhi một ly trà cũng rất là hay luôn. Đó, view thì ra về chỗ ô cửa giếng trời có trồng đầy đủ cây xanh rồi nè. Hay ha cả nhà. Một phong cách rất là gũ gợi luôn á. Đó. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực phòng xông hơi của gia đình mình. Nãy giờ em quay tổng là 5 phòng ngủ rồi đó. Hằng Ni lại tiếp tục di chuyển bậc cấp nè. Sinh, lão, bệnh, tử, sinh. Phía dưới chân cầu thang của mình có đèn led âm luôn. Và không gian khu vực phòng xông hơi nằm ở phía sau đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Chúng ta có tủ quần áo rất là to luôn, để được rất là nhiều đồ luôn ha. Bàn trà, ghế ngồi.
phòng xông hơi, lavabo đường soi, một phong cách thiết kế rất là đẹp luôn cả nhà, do kiến trúc sư thiết kế. Có bảo hành cho quán này mình trong thời gian khi mà an cư sinh sống luôn. Đây mình có khu vực tắm tiên nè, quầy tắm nè. Nếu mà quý khách hàng mình kín đáo hơn, mình không thích văng nước, mình lắp thì mình cái kính cường lực ở đây nha cả nhà. Cái khung tắm riêng biệt luôn. Hiện tại gia chủ mình đang để trống tùy theo cách sử dụng của gia đình mình. Và mình có bồn tắm nằm khu vực này luôn nha. Chiêu chưa? Bồn tắm nằm nè. Đó. Căn này mua về chỉ có an cư sinh sống nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình thôi. Lavabo kèm gương soi nè cả nhà. Gương soi tại khu vực này ha. Và phòng xông hơi tại đây. Đó, một căn nhà đầy đủ công năng luôn rồi. Giá bán chỉ 11 tỷ 800 triệu đồng thôi. Đó, khu vực gương soi của mình nè. Đây, nhìn lên bên trên nè. Gia chủ mình thiết kế những cái này cũng rất là hay luôn á. Thôi, cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển đến không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà. Tầng cuối cùng của gia đình mình. Tầng 4 nha cả nhà. Một trệt một lửng, 4 lầu lận. Có thang máy bên trong nhà luôn, tọa lạc tại chợ An Nhơn, kết nối với đường Nguyễn Oanh. Tại đây chúng ta di chuyển về trung tâm quận Bình Thạnh, Phú Nhuận cũng rất là gần luôn, rất là thuận tiện khách hàng mình di chuyển luôn á. Mình có sân thượng phía trước và sân thượng phía sau. Từ góc này mình nhìn ra phía này cái đi. Rồi hàng đi sẽ di chuyển cái sân thượng phía trước nha. Mình xem sân thượng phía trước trước nè. Đây có ghế ngồi, bàn trà, trồng đầy đủ cây xanh luôn nha. View thì vô cùng thoáng luôn rồi. Đợi bên đây xây xong thì vị trí phải nói là quá đẹp luôn. Bên đó là trường học của cả nhà. Xây cụm căn hộ chung cư ở đây. Đó. Có trồng đầy đủ cây xanh chớ hiu rất là mát luôn nè. Đường nhà mình á thì tính ra là theo cái dãy phía trước này á, đường quy hoạch lên tới 12 mét lận. Đây. Đường trước rất là rộng luôn nha. Quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này hãy alo cho Hằng Ni nha. Với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình, em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà với giá bán tốt nhất. Và trước khi kết thúc video, em xin nhắc lại sơ lược về ngôi nhà. Cái cấu chuẩn là một trệt một lửng 4 lầu. Nhà được gia chủ có thiết kế thang máy bên trong nhà luôn. Công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, khu vực radio ô tô. Bên trên lên tới 5 phòng ngủ kèm phòng xông hơi, phòng chăm sóc da, ban công sân thượng cực kỳ chill luôn nè. Đó, đẹp chưa? Ly trà, một ly cà phê, gia đình quay quần bên nhau. Với diện tích cho căn này là ngang 4, chiều sâu là 14m, thuộc hướng chính là hướng Nam. Giá bán gia chủ đang rao là 11 tỷ 800 triệu đồng, còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Từ khoảng này mình nhìn vô phía trong nè cả nhà. Đây, em phía này nè, những cái ô cửa lấy sáng. Đó, bên trên mình có ô cửa giếng trời lên sáng trực tiếp cho ngôi nhà. Gia chủ thì rất là chăm chút tỉ mỉ từng ngóc ngách không gian của ngôi nhà luôn á. Cái khoảng không gian này là mình ốp những cái gạch đá trang trí cho ngôi nhà ha. Và sân thượng phía sau, khu vực trồng cây, trồng hoa. Ở đây mình mua về mình làm những cái khung sắt bảo vệ nha cả nhà. Bên đây là cái khu vực này á, là bên công ty của báo Tuổi Trẻ cả nhà đang xây dựng nè. Rất là sầm uất luôn. Đó. View vô cùng đẹp luôn, view trước view sau đều rất là thoáng luôn ha. Đó. Với khách hàng mình hãy đi xem thực tế của căn này nha. Căn này bên ngoài rất là đẹp luôn á cả nhà. Bên trên tầng tum của mình nè, có bồn nước kèm máy nước nóng năng lượng mặt trời. Có ghế ngồi nè. Hay chưa? Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem, ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và cũng như là khi mình xem video đó cả nhà, Hằng Ni có sai sót chỗ nào cần góp ý thêm thì em rất là trân trọng tình cảm khách hàng mình. Góp ý thêm cho em để em hoàn thiện hơn và luôn ưu ái đón xem video của Hằng Ni. Em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.